Chúc mừng sinh nhật Mai nha. Ok bà. Mai. Trời Mai, giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân của tôi Mai đó. Tuy Mai có hơi xấu xí một chút nhưng mà mọi người đừng có chê bai Mai nha. Bà xinh đẹp như vậy á, mà quen một người gì đâu mà xấu xí dữ vậy. Cái ông này nói gì vậy? Thôi tôi qua bên kia nhé. Vậy thôi bà qua rót nước cho mọi người giùm tôi nha, bạn thân. Cái cô này, cô bị đuôi hay bị mù vậy? Xin lỗi, để tôi lau cho anh. Cô bỏ tay ra đi, cô có biết cái áo này bao nhiêu tiền không hả? Cả đời cô làm á, cũng không có mua được đâu. Có chuyện gì vậy mọi người? Bạn của em nè, nghĩ sao làm đổ nước lên áo của anh? Trời Mai, bà cúi đầu xin lỗi người ta đi. Lỗi của bà mà. Mai, đi vô đây mình. Ủa, Mai, bà thay đổi nhanh vậy? Xinh quá, đẹp quá. À quên, tôi tặng bà quà sinh nhật này. Đây là tắm trắng cao cấp 30 giây. Tôi thấy dạo gần đây da bà cũng sạm đi nhiều rồi đấy. Tắm đi một tuần thôi là da trắng sáng bọc tông rồi. Tôi cảm ơn bà nha. Xin lỗi nãy tôi không giúp gì được cho bà. Không sao, bởi vì tình bạn giả tạo này tôi không cần. Vy à, cậu làm tôi quá thất vọng rồi. Từ nay đừng liên lạc tôi với Mai nữa. Cảm ơn bà đã mời tôi đi sinh nhật. Xin lỗi, tôi về trước đây.